chuyện kể rằng Jenna là một cô gái thích ăn chơi sa đọa. Một ngày kia, đó là một buổi sáng đẹp trời, Jenna mới rủ người yêu của mình là Mujab cùng cô đi quẩy ở quán bar. Và cô nói rằng cô là một vũ công Vina hay, là một người rất thân với Kha Bảnh. Nhưng Mujab lại là một con người rất là trầm tính. Anh ta là một người thích và yêu cải lương và bolero. Nhạc trữ tình cũng là một sở trường của Mujab. Bởi vậy, anh ta không muốn cho Jenna đi vào những cái nơi mà đòi trị như vậy. Thế là chuyện gì tới cũng đã tới. Cuối cùng, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn và quyết định là sẽ ghé qua bìa rừng để cùng nhau bắt phân thắng bại. Và câu chuyện bắt đầu từ đây. Và hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Vừa rồi là một cái cốt truyện của Jenna, một cái trang phục mới của Jenna mà tôi tự bịa ra. Các bạn thấy cái cốt truyện này nó có phù hợp hay không ạ? Nếu như các bạn thấy cái cốt truyện này nó hay và nó phù hợp với cái trang phục mới của Jenna này thì các bạn hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh để giúp clip có thêm nhân lực sản xuất ra nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại phần chính của video. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái series tiếp theo trong cái chuỗi series mà tích những cái bộ trang phục mới của Liên Quân. Và lần này sẽ là Jenna, trang phục của Jenna. Chúng ta có thể gọi nó là Jenna Vũ Công hoặc là Jenna Thỏ May Mắn, gì cũng được. Bởi vì cái tên của bộ trang phục này nó vẫn chưa được công bố chính thức ở server Việt Nam. Và theo những thông tin clip được biết thì cái bộ trang phục này nó sẽ được vào quay máy ô. Và thời gian thì hiện tại vẫn chưa tiết lộ cho các bạn được. Và bây giờ clip sẽ lồng nhạc vào bên trong video này để các bạn tiếp tục trải nghiệm cái bộ chiêu thức trong những nền nhạc cực kỳ là feel. Nếu như các bạn thấy video này hay, ý nghĩa giúp ích được nhiều cho các bạn thì các bạn đừng quên để lại một like, một bình luận quý vị bên dưới và đừng quên nhấn đăng ký kênh để giúp clip có thêm nhận lực sản xuất ra nhiều video hay hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một ngày mới học tập và làm việc thật hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn. Yeah.
伤怀抱，谁眼泪掉，窗外你爸爸叫，满天彩云小闪耀，人们痴痴笑，不管来世几番今朝，抛开宿命缠绕，白日逃归家，伴我逍遥再走一遭，千万个忧伤别删掉。